Vâng, xin chào đón quý vị và các bạn. Hôm nay anh em ở tại quê hương thủ đô Bangkok, Thái Bình. Chủ nhân của cây xanh cỏ. Đấy. Ông Quỳnh đứng đây, chủ nhân cây xanh cỏ. Hôm nay chị giá mua có khoảng tầm anh em thủ đô 5 triệu tính. Cây xanh thủ đô Bangkok, Thái Bình. Đáng thì mua 2 thân cây xanh cỏ, vậy rất là đẹp. Do cái vẻ đẹp quá nên là lên cái chậu cỏ, lên một cái chậu đẹp nữa. Và bây giờ thì đấy đôi xanh của em đây này, để đây là di chuyển đất Thái. Xin chúc làm đẹp đất Thái ngày càng rực rỡ. Cây này để khoảng tầm 10 năm nữa là cũng có giá trị đấy. Đấy đây, đây là một tay ấy chưa, cây là cây trồng không nữa, cây ông trồng cháu rửa mà đi dưới cây. Giờ cho lên đây một đi. Lên cái cành này một đi. Ôi ông ạ, ông đưa cái miếng gỗ xuống đít đi. Hả? Ông đưa cái miếng gỗ xuống đít ông khênh cho nó ăn. Dạ. À, hay là để lấy cái miếng này. Đấy, đấy, đấy làm sao bố đi qua, bố em đi qua cái đấy. Đấy nó trơn lắm. Bước qua. Tấm là cứ phải để nguyên như thế, tí về còn trong súng rồi. Lấy cả tấm luôn kìa.
Không, đi mẹ không có xuống cái thế thì cho cả tấm đá. Ờ, nó xước xe đấy. Không xước không quan trọng. Đấy gì đâu. Muối nó không xước thay lấy tấm gỗ thay vào tấm sắt cứng này thay. Đấy, rồi. Ừ. Nào, cây đã lên xe rồi nhá. Về đất thủ đô Bangkok Thái Bình. Đấy. Ui, đang đâu từ từ chưa tí. Đóng sớm quá, có mỗi cái bệ đẹp. Đấy. Rồi. Trị giá cây này vô giá với những người thích. Đúng rồi. Riêng cây là không có bao giờ có giá trị mà chỉ có giá trị cho những người cho những người thích đam mê thôi. Còn những người bảo là không có giá trị thì làm nồi bánh chưng không không đổ anh nhà đấy thế bán được nhiều cây lắm luôn đấy. Như vậy là cây tỷ muội đã lên đường. Rồi, tôi xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thôi chỉ có ông này thôi. Có 40 gốc thôi, giá thì cũng bán. Có bán thì cũng bán. Gọi là anh em là có công cả với nhau. Cho xe này ra xem là không cần cho bà. Tưởng là giá thì cũng bán. Rồi, xe này ra cái để cho cái xe kia vào cái. Không, để từ từ. À. Cho cái xe còn xe long vào nữa cơ. Năm nay năm rồng nên long phải vào nhà. Cho nó lên đây. Cho xe ra đi. Cho xe ra cái. Nếu mà cho đi được thì cho nó lên đây. Không vừa nữa rồi. Lối này ra được không anh? Lối nào cũng ra được. Đúng ông này, ông ấy chơi quả mịn màng này là cứ được chơi. Không bao giờ mất công ông nào với cả bà con ông nào. Thợ là móm mà. Rồi lúc này xe đã di chuyển về thủ đô Bangkok Thái Bình. Lúc này lại chào đón một đôi long. Rồi lao trở lại.